Nga tuyên bố phá hủy chiến hạm cuối cùng của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tập kích, phá hủy tàu đổ bộ Yuri Olefizenko, chiến hạm cuối cùng của Hải quân Ukraine, đóng tại cảng Odessa. Cuộc tấn công bằng vũ khí có độ chính xác vào ngày 29 tháng 5 của lực lượng không quân Nga vào cảng Odessa đã phá hủy Yuri Olefizenko, chiến hạm cuối cùng của Hải quân Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong báo cáo tình hình chiến sự hôm nay, song chưa công bố hình ảnh hay bằng chứng. Imrio Olefizenko là tàu đổ bộ đề án 773 trong biên chế hải quân Ukraine. Tàu được chế tạo năm 1970 cho hải quân Liên Xô, nhưng được chuyển giao cho Ukraine sau khi Liên Xô tan rã. Con tàu đã trải qua nhiều lần hiện đại hóa trong những năm qua, trong đó có cuộc đại tu năm 2016. Trong giai đoạn đầu chiến sự, nhờ ưu thế về hải quân, Nga đã liên tiếp phá hủy nhiều chiến hạm của Ukraine tại Biển Đen. Phần còn lại của lực lượng hải quân Ukraine chủ yếu nằm tại cảng, do hạm đội Biển Đen Nga hoàn toàn kiểm soát khu vực này. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng của họ đã đẩy đơn vị Ukraine khỏi các vị trí xung quanh hai ngôi làng Zatnohozer, Iveka và Yasinuvata ở tỉnh Donetsk. Giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra ở Azeeka, thị trấn nằm giữa Zatnohorika và Yasinuvata. Ukraine đã mất hơn 200 binh sĩ tại đây trong ngày 30 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.